Vâng, hiện tại đang là buổi chiều ngày 30 tháng 10 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình quý vị là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ. Thì bộ này là chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu nền hàng của anh khách hàng tại Phú Ninh. Đây là một mẫu cuốn thư câu đối được chạm theo mẫu gọi là mẫu rồng hóa mai. Đấy. Thì có kích thước là 1m97 và cao là 90. Còn hai đôi câu đối là cũng là cao 1m97. Thì đây là tổng thể của bộ cuốn thư câu đối quý vị thấy ạ. Tôi xin giới thiệu thêm nữa là chiếc cuốn thư này thì được anh khách hàng đặt chúng tôi là đục ba chữ là Phúc Mãn Đường. Ba chữ Phúc Mãn Đường trên nền phụ vụ. Này tôi giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị xem chiếc cuốn thư. Thì đây quý vị thấy là trung tâm của bộ cuốn thư này là đôi hai chú rồng hóa thành cây mai. Đấy, có cả chú chim phượng ở đây nữa, chim điểu ở đây nữa. Đấy, nhìn chú vẫn gọi là cuốn thư rồng hóa mai. Bên dưới là có chữ Phụng Cổ Đường trên nền gấm và có đầu hổ phù. Bên trên này là hình tượng có hai cây bút và thanh kiếm. Ở phía bên này là có hình tượng có một đôi chim đang rất là tình tứ nhìn nhau đây. Đấy, những cái đường nét chi tiết thì được đục chạm cũng như là gọt rũa rất là tỉ mỉ và sắc nét. Đấy, rất là tỉ mỉ sắc nét, cũng như là phần gỗ lạt thì được chúng tôi chọn lọc rất là đẹp. Như thấy trên màn hình đây, tôi quay toàn cảnh tổng thể đây, đẹp 100% là chất liệu gỗ gụ Campuchia nhé, gụ Cam. Thì còn hai bên là hai đôi câu đối, một bên là tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, mà bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vại Đại Vinh. Thì ý nghĩa của bộ cuốn thư câu đối này thì là cũng là ghi lại những cái lời răn dạy của ông bà tổ tiên đối với con cháu, cũng như là cái truyền thống tốt đẹp của cha ông. Đây tôi lướt qua một lượt đi câu đối với quý vị để xem được. Đấy, bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Đại Vạn Đại Vinh, rất là đẹp, gỗ được chọn lọc đẹp và dày dặn. Thì là dày dặn luôn. Đây này, tôi cho chị xem. Đây là chiếc câu đối bên phải. Đó. Thì hiện tại cái mẫu mẫu gỗ của chúng tôi hiện tại đang có hai mẫu là mẫu rồng hóa mai và mẫu hồng trĩ. Đây tôi cho chị xem bên này là mẫu hồng trĩ đây. Thì là có chú chim phượng, bông hoa hồng gọi là mẫu hồng trĩ. Còn đây là mẫu hồng hóa mai. Thì là hai video này bộ cuốn thư gỗ mẫu hồng trĩ kia thì tôi đã giới thiệu trong một cái video clip khác rồi, thì mọi người có thể vào trực tiếp kênh tôi để xem. Còn trong video clip này thì tôi chỉ giới thiệu mẫu dòng hóa mai này thôi. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 5086, và cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này bên dưới web, đường link mô tả dẫn tới website đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được chi tiết sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.